Xin chào các anh chị, hôm nay buổi chiều trên sân thượng đó, hôm nay mẹ em sẽ chia sẻ cách trồng rau quế bằng hạt. Đây mẹ của em đây, rồi mẹ của em. Xin chào các bạn nha, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cách mình trồng rau quế bằng hạt nha các bạn. Đây kỳ này mình trồng rau quế này, đó mình trồng rau quế này nha các bạn. Rồi, mình xin giới thiệu qua bên cái phần đất nha các bạn. Cái đất này là mình đã ủ qua với cháu rồi. Đó, bây giờ là mình trộn một ít phân gà vô nha các bạn. Nếu các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò hoặc phân trùng quế để mình trộn và mình gieo hạt cũng được nha các bạn ha. Vậy cho cây con nó lên nó tốt lắm các bạn. Rồi, bây giờ là mình hốt ra một ít đất, để một chút xíu nữa là mình phủ lên lớp mặt nha các bạn, phủ lên lớp mặt mình đây nè. Mình làm cho nó bằng bằng chút xíu nha các bạn. Biết sao không, là khi mà mình gieo hạt đó các bạn, cái là mình tưới á, cái hạt á nó sẽ không có lắng sâu xuống dưới nha các bạn. Cái hạt nó mà lắng sâu xuống á là nó lâu nảy mầm lắm đó. Rồi bây giờ là còn miếng phân gà nãy các bạn, là mình sẽ bỏ lên trên đất mặt nha các bạn. Đó, bỏ ít thôi. Rồi, bây giờ là mình sẽ gieo hạt các bạn ha. Đây các bạn, mình cắt cái hạt này ra. Mình chỉ cần là gieo ít hạt thôi các bạn. Cái hạt này mình gieo á các bạn, là mình không cần phải ngâm nha các bạn. Mình sẽ gieo trực tiếp luôn nha các bạn ha. Nè, các bạn thấy không? Đó, bây giờ là mình gieo trực tiếp luôn. Mình cứ gieo thưa thưa ra nha các bạn ha. Đó, mình gieo ngay đây là đủ trồng rồi các bạn. Đó. Rồi, bây giờ là mình phủ lên trên này một lớp đất nha các bạn. Cái đất này hồi nãy là mình mới vừa hút ra nha các bạn. Đó. Cái hạt mình đừng có ngâm nha các bạn, mình ngâm cái nó sẽ nở ra. Rồi các bạn, vậy là được rồi ha. Đó. Bây giờ là mình sẽ tưới lên đây một ít nước nha các bạn. Bây giờ là mình phủ một cái tấm bạt lên, mình đậy lên nha các bạn ha. Mình đậy lên vậy nha các bạn, là mình để mình giữ ẩm ha, giữ ẩm cho hạt nó mau nảy mầm. Đó, mình xem lại cái rau quế nha các bạn. Hôm nay rau quế á, nó lên được như vậy rồi nè các bạn. Đây, nó mới vừa đang nảy mầm thêm nè các bạn. Nó mới vừa nảy mầm nữa. Đây các bạn, nó nảy mầm. Cái hạt rau quế này các bạn, từ hôm mà mình gieo đến nay là được 4 ngày nha các bạn. Được 4 ngày.
Bây giờ là mình bỏ tấm che luôn nha các bạn, mình không che nữa mà mình để rau ở ngoài nắng luôn nha. Mình để rau ở ngoài nắng luôn mà mình che cái tấm lưới này nè các bạn. Mình che tấm lưới này để cho mấy con chim á nó không có xuống nó bươi cái rau của nhà mình đó. Rau quế hôm nay được 10 ngày rồi nè các bạn đó, cái con này nó cao được như vậy rồi. Từ hôm mình gieo hạt rau quế đến nay các bạn là nó được 18 ngày. 18 ngày nè các bạn, coi cây nó cao được như vậy rồi. Đó. Hôm nay là mình sẽ chiết cây con ra ngoài cái thùng thông minh mình trồng nha các bạn ha. Đây mình xin giới thiệu qua cái thùng thông minh nha các bạn. Giờ đây mình trồng ở trong cái thùng này. Đó. Bên dưới đáy thùng á lúc nào cũng vẫn còn giữ một ít nước nha các bạn. Khi nào mà mình tưới nước nhiều á, nước mà nó tràn lên tới đây nha các bạn, nó sẽ thoát ra cái lỗ này. Đó, là còn một ít nước nó sẽ còn đọng lại ở bên dưới đáy thùng các bạn nha. Còn đây là bóng quỷ nha các bạn, bóng quỷ là mình để lên đó, để mình giữ giữ đất nha các bạn nha. Đó, bây giờ đây cái thùng này với thùng này mình đã làm sẵn rồi nè các bạn. Đây là đất này mình đã ủ qua với chấu nha các bạn, nó rất là tơi xốp nha. Bây giờ mình trộn vô một ít phân gà nữa đó các bạn, một ít phân gà nữa nha các bạn. Con gà này là nhà mình đã ủ hai rồi ha. Đó. À, nếu các bạn không có con gà thì mình có thể dùng con bò để mà mình trồng cũng được nha các bạn, hoặc là còn nhiều loại con khác nữa bạn trộn vô đất để trồng được nha các bạn ha. Cái đất của mình ủ với lại chấu các bạn nó rất là tơi xốp luôn. Trong các loại rau hay là mình trồng các loại cây gì cũng vậy nha các bạn, nếu mà cái đất mà nó tơi xốp á đủ quân nữa là cái rễ nó phát triển rất là nhanh nên cái cây của mình nó mau lớn lắm nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình bứng cây con ra ha. Mình bứng luôn có cái cục đất như vậy nè các bạn. À, mỗi một thùng như vậy nè các bạn, mình trồng hai cây thôi. Thùng gì mình trồng hai cây thôi nha các bạn. Dễ luôn ha. Rồi bây giờ là mình phủ lên một ít rơm nha các bạn. Mình phủ lên ít rơm nó để mình giữ ẩm đất nha các bạn. Nhất là thứ hai nữa là cho mấy con chim á nó không có bươi á, nó không có bươi đất xuống nha các bạn. Rồi mình tưới cho nó một miếng nước các bạn ha. Còn cái gì mà tưới nước nha các bạn, là mình vẫn tưới nó là mỗi một ngày là hai lần. Mình tưới vừa đủ ẩm ướt đất thôi nha các bạn. Các bạn đừng có tưới nhiều quá. À, những khi mà có trời mưa nha các bạn là mình cũng không cần phải tưới lại ha. Hôm nay mình sẽ cắt ngọn cho rau quế nha các bạn. Cái rau quế này tính ra từ hôm mà mình gieo hạt đến nay á mà nó cao được như vậy nè các bạn, là nó được 28 ngày. Nó được 28 ngày nha các bạn. Đó. Bây giờ đó mình sẽ cắt cái ngọn rau quế, cắt cái ngọn chính nha các bạn, để cho những cái ngọn ở trong cái thân cây này nha các bạn, nó sẽ phát triển mạnh hơn và nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ cắt ngọn từ đây. Mình có thể bấm bằng tay nha các bạn, hay là các bạn dùng kéo cũng được nha. Đó, bây giờ là mình sẽ cắt cái ngọn từ đây nè các bạn. Mình sẽ bấm từ đây.
Dạ. Bên đây cũng vậy nha các bạn. Mình sẽ bấm từ đây nha các bạn ha. Đó. Đây, mấy cái nhánh mai nó lên cao vậy rồi nè các bạn. Đó. Có đủ nắng các bạn, cái cọng nó tím mới ghê luôn không? Mình sẽ bổ sung thêm phân và đất rồi cắt ngọn luôn nha các bạn. Từ hôm mà mình cắt ngọn rau quế đợt đầu á, đến nay á là nó được 11 ngày. Và hôm nay là mình sẽ cắt ngọn nó thêm lần nữa nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái lá này nó tốt ghê luôn, lá bự ghê. Nó đang bị thiếu phân nha các bạn, này cái lá nó bị xoăn lại một chút nè. Bây giờ là mình bổ sung thêm phân và đất nữa. Còn cắt ngọn nha các bạn. Là các bạn có thể cắt bằng kéo hay là mình có thể ngắt bằng tay cũng được nha các bạn ha. Đây mời các bạn xem nè. Mới có 11 ngày thôi mà cái ngọn nó vượt cao ghê chưa. Đây nè, cái cây bên đây còn bự hơn nữa nè các bạn. Tốt ghê. Đó. Mà dưới cái gốc của nó nè. Cái gốc của nó là nay nó được như vậy rồi nè các bạn. Đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ cắt cái ngọn mà mình bón phân luôn các bạn. Đây mình sẽ cắt ngọn ngay đây. Lá bự quá mẹ ha, quá đã luôn. Mình cắt ngay đây nha các bạn, mình chừa lại mấy cái mắt này nha các bạn cho nó ra ngọn tiếp nữa ha. Đây nè. Các bạn thấy không, mới có 11 ngày mà nó vừa có tốt như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình cắt ngọn lần thứ hai này các bạn biết sao không? Là nó sẽ ra xum xuê hơn nữa. Đó, các bạn thấy không? Đưa đây ra nữa. Bây giờ là mình bón thêm phân các bạn ha. Đây mình bón phân nè các bạn, mình sẽ dép lên cái vầy như vậy các bạn. Mình sẽ vén cái đất này lên. Đó. Các bạn thấy rễ nó ra nhiều ghê chưa? Nó rễ nó ra hết bên ngoài này luôn rồi nè. Rồi, bây giờ là mình bổ sung thêm phân. Đây mình xin giới thiệu, đây là phân gà nha các bạn. Phân gà thấy rất là tơi xốp luôn ha. Phân gà này mình đã uống hoai rồi nha. Cắt ngọn lần này nữa là lá nó ra xum xuê ngọn. Ra xum xuê luôn nha các bạn. Đó, như vậy là được rồi các bạn. Mình bổ sung thêm đất nữa. Các bạn, mình sẽ bổ sung thêm đất nữa. Bây giờ là mình làm trước một cái thùng này cho các bạn xem xong ha. Chút xíu nữa mình sẽ làm tiếp mấy cái thùng này nữa. Mình tưới cho nó miếng nước các bạn. Tưới nước á, thì mình cũng vẫn tưới là mỗi một ngày là 2 lần nha các bạn. Sáng và chiều. Mình tưới vừa đủ ẩm ướt đất thôi nha các bạn. Đó.
nay mời các bạn xem lại cái rau quế của nhà mình ha. Đây mời các bạn xem hôm nay nè, nó xum xuê luôn. Quá chừng ngọn luôn nè các bạn. Ngọn nhiều ghê. Ngày hôm nay mà mình mà thu hoạch mình ăn nha các bạn, là mình sẽ cắt ở đây nha các bạn ha. Mình sẽ cắt từ đây ha. Cắt từ đây mình ăn. Mình chừa lại mấy cái mắt lá này nữa nha các bạn. Đây mời các bạn xem lại hết mấy cây này. Lá rất là bự luôn nha các bạn. Cây này nè. Tốt ghê luôn nè. Xanh mơn mởn luôn các bạn. Đây còn cây bên đây. Cây bên đây cũng vậy. Nếu mà tính ra từ hôm mà từ lúc mà mình gieo hạt luôn nha các bạn. Gieo hạt mà đến khi mà cái cây mà nó xum xuê được như vậy nè là nó được 45 ngày nha các bạn. Đúng 45 ngày nha. Đó. Cái này là mình cắt ngọn hai lần nha các bạn. Cái này mình cắt ngọn có hai lần thôi à. Đó. Một lần đó là mình cắt ở đây này nha các bạn. Một lần đầu mình cắt ở đây. Đó. Và lần tiếp theo nữa là mình cắt ở đây nè các bạn. Đó. Mà mới này mới có mấy ngày thôi mà cái ngọn nó vượt lên như vậy nè. Nè các bạn thấy không, nó xum xuê quá trời luôn nè. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch mình ăn là được lắm rồi. Đó. Mình thu hoạch ăn xong á là mình mỗi lần thu hoạch là mình sẽ bổ sung cho nó thêm phân nha các bạn. Đó. Còn mà mình chia sẻ thêm cái rau quế mà mình đã gieo hạt mà mình để luôn ở trong thùng đó nha các bạn. Đây nè, đây là cái rau quế này là mình gieo, mình để luôn ở trong thùng. Là kỳ đó là mình gieo ở trong thùng này là mình bứng ra ngoài. Là bứng ra ngoài này mình trồng từng cây riêng ra nha các bạn, là nó lớn được như vậy. Còn mà nếu mà các bạn mà để luôn ở trong thùng như vậy, để luôn trong thùng như vậy nha các bạn. Nè các bạn thấy coi, cái cây này nó không có phát triển này nè. Cái cây cái nó cây có chút xíu nè. Đó, cái này rất là nhiều cây luôn nha các bạn, trong này nhiều cây lắm nè. Cái này là mình không có bứng ra nè các bạn, mình để luôn. Đó. Đây nè các bạn. Đây mình nhổ một cây này ra cho các bạn xem. Đây nè. Cái cây này nè, là cùng một mình gieo cùng một đợt với nó luôn nha. Là mình bứng ra ngoài mình trồng từng cây lẻ ra thì cây nó phát triển bự như vậy. Cái gốc nó bự chà bá luôn. Còn ở đây là mình không bứng ra nha các bạn. Đây là mình không bứng ra. Đây là mình có cắt ngọn luôn nha các bạn, mình có cắt ngọn nha. Đó, mà cái cây nó cũng chỉ như vậy thôi. Bởi vậy nên đó các bạn, cái rau quế á là mình á, cái mình nên trồng á là mình chiết ra ngoài như vậy. Cái cây á nó rất là bự, cái tàn nó rất là bự. Mà các bạn biết sao không, cái cây rau quế á mà mình gieo bằng hạt á thì á nó lâu chết lắm. Cái gốc nó khỏe lắm. Còn mà nếu mà các bạn ghim bằng ngọn á thì nó nhanh tàn hơn, nó nhanh chết hơn. Đó. Nó rất là tốt luôn á các bạn. Đây nè. Nhìn coi nè, cái lá của nó nè. Lá gì nè. Đó. Rất là tốt luôn. Mình rất là mê luôn nè. Mình thấy cái trồng rau quế mà mình gieo bằng hạt đó nha các bạn, nó rất là dễ luôn. Nó rất là dễ luôn. Cũng không có khó gì, không có khó nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình trồng rau quế bằng hạt nha các bạn ha. Mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn trồng thành công nha. Chào các anh chị nha, chúc ngày tuyệt vời. Bye bye.